Để làm mứt cà, ở đây á là mình có 800 g cà bi. Đây, mình mua cái trái cà vừa phải như vậy nè cả nhà. Cái cà này á mình mua nó cũng đừng có mà mềm quá. Mềm quá thì mình làm mà ra cái mứt nó không có ngon, nó sẽ bị mềm. Rồi bên đây á là nước vôi. Nước vôi này á mình đã lóng, mình lấy nước trong. Rồi bây giờ mình sẽ cắt những cái cà này. Cà này mình sẽ khứa làm 5 múi. Mình khứa ở vòng vòng ngay cái nơi mà ngay chỗ cái phần nó có hột nhiều đó cả nhà, để mình dễ lấy hột ra. Tùy mình muốn khứa cái làm bao nhiêu cánh á thì rộng. Đây, sau khi mình rọc xong rồi bây giờ mình sẽ bóp, mình bóp nhẹ nó như vậy. Đây, mình bóp nhẹ như vậy để mình lấy hột ra. Đây, mình giữ hột nó ra. Cái cà như vậy. Rồi bây giờ mình cho nó qua bên cái nước nước vôi trong, mình ngâm nó. Rồi, đây. Bây giờ cà này á mình cũng đã khứa xong. Rồi mình đã dắt hết hột ra rồi nè cả nhà. Bây giờ á mình để đây, mình ngâm trong cái nước vôi này á trong vòng 8 tiếng. Sau 8 tiếng á rồi mình sẽ đem đi xả thật là sạch. Lúc đó mình mới mà cho đường vào. Đây, cả nhà xem nè, mình khứa thành 5 cánh. 5 cánh qua. Rồi bây giờ mình để đây. Mình ngâm, mình sẽ chờ đợi 8 tiếng sau. Rồi. Đây. Bây giờ cà này của mình á mình cũng đã ngâm nước vôi á được 8 tiếng rồi nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Cái nó ra cái nước màu vàng á. Bây giờ á mình sẽ đem cái phần cà này mình đi xả nước lạnh, mình xả thật là nhiều nước nha cả nhà, cho nó sạch hết cái mùi vôi á, nó không còn cái mùi vôi nữa. Rồi lúc đó mình sẽ để cho nó ráo thịt ráo, lúc đó mình mới đi ướp đường. Bây giờ mình sẽ đem đi mình xả. Rồi. Đây, đây là cái phần cà sau khi mình đã xả sạch lại rồi nè cả nhà. Mình sẽ xả nó nhiều nước nha cả nhà. Đây là mình xả nó 4 nước á. Nó rất là sạch. Rồi bây giờ mình sẽ ướp cà này. Đây mình đã chuẩn bị, đây là 300 g đường với cái lượng 800 g cà. Rồi ở đây mình có chút một trái chanh và chút xíu muối. Mình để đây một chút nữa mình sẽ làm sao. Bây giờ mình cho tất cả 300 g đường này vào trong 800 g cà này nha cả nhà. Sẽ trộn đều nó lên. Mình trộn đều lên cho cái đường này á nó thấm vào trong mấy cái trái cà này.
Rồi, như vậy là đã được. Bây giờ mình sẽ để đây, mình để cái phần cà và đường này á, cho nó ngấm vào nhau, rồi cho cái đường nó tan ra, lúc đó mình mới đem đi sên được nha cả nhà. Bây giờ mình vẫn phải chờ đợi tiếp. Rồi, đây, cái phần cà này mình đã ngâm được 3 tiếng. Mình đã ngâm đường được 3 tiếng rồi nè cả nhà. Bây giờ nó cũng đã tan đường ra hết, nó có nước như thế này. Bây giờ trong cái lúc này mình đã chuẩn bị một cái chảo. Bây giờ mình sẽ chắc hết cái phần nước đường này nha cả nhà. Đây, sau khi mình đã chắc hết nước đường vào trong cái chảo này thì mình mở lửa. Bây giờ mình để đây, mình nấu cái phần nước đường này cho nó sôi. Nó sôi khoảng chừng vài phút cho nó kẹo bớt cái nước đường lại, rồi mình mới cho cái phần cà này vào đây mình sên. Rồi, bây giờ cái phần nước này nó cũng hơi kẹo rồi nè cả nhà. Trong lúc này mình sẽ cho và muối. Muối này á, mình cho khoảng chừng 1/4 muỗng cà phê muối thôi cả nhà. Mình dằn cho nó không nhiều. Rồi, bây giờ mình sẽ để đây mình sên. Lúc này thì mình để lửa nó hơi lớn lớn một chút xíu. Rồi khi mà nó sôi trở lại á, rồi bắt đầu mình mới hạ lửa. Còn chanh này, ở đây mình có một cái trái chanh. Trái chanh này á, một chút nữa mình sẽ sử dụng phân nửa thôi. Mình vắt nước mình lấy phân nửa thôi nha cả nhà. Đây, bây giờ nó đã sôi rồi nè cả nhà. Nước ở trong cà nó ra rất là nhiều. Rồi, bây giờ trong cái lúc này mình sẽ cho nước của nửa cái trái chanh này vào đây. Mình sẽ quậy đều nó lên. Bây giờ trong cái thời điểm này á, mình sẽ để lửa vừa thôi để cho cái nước nước đường á nó sôi nha, vừa để cho nó ngấm vào trong cái cà, nó kẹo cái nước đường lại nha cả nhà. Đây, bây giờ cái nước đường nó cũng gần kẹo rồi nè cả nhà, nó cũng còn chút ít thôi, như thế này. Mình sên đến khi nào mà cái nước đường nó kẹo lại á, nó rít đũa á, thì lúc đó mình mới gấp cái cà này ra. Cũng đã được rồi nè cả nhà. Đường nó đã cũng rút cạn rồi, mình không có làm nó cạn quá nha cả nhà. Vì mình nếu mà mình để cà nước mà nó rút cạn quá đó thì cái mứt cà của mình nó sẽ bị cứng đi, tại vì nó bị loại đường á. Bây giờ mình sẽ tắt lửa rồi mình cho nó ra ngoài một cái mâm.
mình có chuẩn bị cái mâm mình nấu miếng giấy để khi mình gấp cái cà này lên đây á, rồi mình đem đi phơi nha cả nhà. Đây là mình đã cho nó ra ngoài mâm, bây giờ mình sẽ đem đi phơi nắng. Với cái mức này đó, nếu mà trời nắng tốt quá thì mình chỉ cần phơi một nắng thôi nha cả nhà, còn nếu mà nắng không được tốt thì mình sẽ phơi hai nắng. Mình phơi xong rồi đó cho nó ráo mặt rồi mình đem vào, mình cho vào trong keo. Bây giờ mình sẽ đem đi phơi cả nhà ơi. Đây, bây giờ mứt cà của mình đã xong rồi nè cả nhà. Sau khi mình phơi được hai nắng, nó được như vậy. Tại vì bên đây á, hiện tại á, bên mình là mùa đông rồi, trời lạnh, cho nên nắng nó hơi yếu lắm, nên mình phải phơi nó hai nắng. Cả nhà thấy đẹp không? Cái này là mứt cà dẻo nha cả nhà. Màu sắc đỏ rực rỡ. Cái này là màu tự nhiên của cà nha cả nhà, hoàn toàn mình không cho màu vào. Vậy là mình đã có được một món mứt cà để mình ăn trong dịp Tết. Mình sẽ cho nó vào trong một cái keo, mình giữ kín lại, mình ăn dần rất là ngon. Nhà thấy không? Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.